Việc điều trị ung thư đại trực tràng chủ yếu phụ thuộc vào kích thước, vị trí, phạm vi của khối u và tình trạng sức khỏe chung của bệnh nhân. Bệnh nhân thường được một đội ngũ các bác sĩ chuyên khoa điều trị, trong đó có thể có bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ ung thư nội khoa và bác sĩ tiệt xạ ung thư. Một vài phương pháp điều trị ung thư được sử dụng để điều trị ung thư đại trực tràng. Đôi khi, bác sĩ điều trị bằng phương pháp phối hợp. Các phương pháp điều trị ung thư đại trực tràng: phẫu thuật là lựa chọn đầu tiên trong điều trị ung thư đại trực tràng. Phẫu thuật cắt đoạn đại trực tràng mang khối u, nối tận hay phẫu thuật MICE đối với các trường hợp ung thư trực tràng thấp. Hiện nay, phẫu thuật nội soi ngày càng phát triển và có hiệu quả tương đương với việc mổ hở kinh điển, song lại có hiệu quả vượt trội về mặt thẩm mỹ, giảm chi phí nằm viện và ít sử dụng thuốc giảm đau. Hóa trị là dùng thuốc bằng đường tiêm truyền hoặc uống để diệt tế bào ung thư. Các thuốc này vào máu và đi khắp cơ thể, vì thế phương pháp này có lợi thế cho trường hợp ung thư đã tiến triển xa. Đối với một số giai đoạn bệnh, nếu dùng hóa trị hỗ trợ sau mổ, có thể giúp tăng thêm thời gian sống cho bệnh nhân. Hóa trị cũng giúp làm giảm triệu chứng trong trường hợp ung thư đã tiến xa. Đối với một số trường hợp, có thể tiêm thuốc chống ung thư vào mạch máu nuôi khối u, đó gọi là hóa trị vùng. Vì thuốc đi thẳng vào bướu nên có thể ít có phản ứng phụ toàn thân. Hóa chất diệt tế bào ung thư nhưng cũng làm tổn hại tế bào bình thường, gây ra các tác dụng ngoại ý. Điều này phụ thuộc vào loại thuốc, liều lượng và thời gian dùng thuốc. Xạ trị là dùng tia có năng lượng cao, tia X, để diệt tế bào ung thư hoặc làm teo tế bào. Xạ trị có thể từ bên ngoài cơ thể hoặc bên trong, ghim vào mô bướu. Xạ trị có thể dùng hỗ trợ sau mổ bằng cách diệt số tế bào ung thư còn sót lại mà mắt trần không nhìn thấy trong khi mổ. Nếu bướu quá lớn hoặc ở vị trí khó mổ, chúng ta có thể cho xạ trị trước, cho bướu nhỏ lại để mổ dễ hơn. Xạ trị cũng dùng để làm giảm nhẹ các triệu chứng gây khó chịu cho bệnh nhân như tắc ruột, chảy máu hay đau. Công dụng chính của xạ trị trong ung thư đại tràng là khi ung thư dính vào một cơ quan nội tạng hoặc dính vào thành bụng. Trong trường hợp này, phẫu thuật viên không chắc đã lấy hết mọi tế bào ung thư, vì thế nên dùng xạ trị hỗ trợ để diệt các tế bào còn sót lại. Với ung thư trực tràng, xạ trị dùng để ngừa ung thư tái phát hoặc điều trị ung thư tái phát tại chỗ gây đau. Xạ trị ít khi được dùng để điều trị ung thư đại tràng di căn. Phòng tránh ung thư đại trực tràng. Bạn có thể giảm nguy cơ ung thư nhờ sàng lọc thường xuyên bằng soi đại tràng hoặc kết hợp thụt Barry và soi ống mềm đại tràng Sigma. Thay đổi chế độ ăn uống và thay đổi lối sống cũng là điều vô cùng quan trọng. Chế độ ăn nhiều hoa quả, rau và ngũ cốc nguyên chất. Các thực phẩm này có nhiều chất xơ, có thể làm giảm 40% nguy cơ polyp đại tràng. Nên ăn hoa quả có màu xanh sẫm, vàng đậm hoặc màu da cam như dừa đỏ, xoài, quả đấu, khoai lang, rau họ cải bắp, súp lơ, vân vân. Ăn nhiều các loại hoa quả và rau có màu đỏ khác như cà chua, dâu tây và ớt đỏ là hóa chất chống ung thư rất mạnh. Ngoài ra, thử ăn cây họ đậu và thực phẩm từ đậu nành như đậu phụ hoặc sữa đậu nành. Hạn chế mỡ, nhất là chất béo no. Thận trọng hạn chế chất béo no có nguồn gốc động vật như thịt nạc. Các thực phẩm khác chứa chất béo no bao gồm sữa nguyên chất, phô mát, kem, dầu dừa và dầu cọ. Hạn chế mỡ toàn phần nhỏ hơn 35% lượng calo hàng ngày, 8-10% là chất béo no. Dùng lượng axit folic thích hợp. Bổ sung lượng vitamin B folate hoặc axit folic thích hợp giúp bạn giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Thậm chí, những người có tiền sử gia đình bị bệnh có thể giảm nguy cơ bằng cách hạn chế uống rượu và dùng 400mg axit folic một ngày. Hạn chế uống rượu. Dùng rượu ở mức từ vừa tới nặng, uống lớn hơn 1 cốc rượu một ngày đối với nữ và 2 cốc rượu một ngày đối với nam, làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Hạn chế uống rượu có thể giảm nguy cơ ngay cả khi tiền sử gia đình ung thư đại tràng. Bỏ thuốc lá. Hút thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ bị cả ung thư đại tràng và ung thư phổi. Luôn tập luyện và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Chỉ cần kiểm soát cân nặng, bạn cũng có thể giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Tập luyện thường xuyên có thể giảm một nửa nguy cơ ung thư đại tràng. Khám sức khỏe định kỳ. Bên cạnh việc quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, chế độ tập luyện, mọi người cần duy trì việc khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý về ung thư, từ đó để có các phương pháp điều trị sớm. Các triệu chứng ban đầu cho bệnh ung thư đại tràng không có gì là đặc hiệu và các triệu chứng đó không gây ra vấn đề hay biến chứng mang tính chất cấp tính nghiêm trọng. Điều quan trọng là phải nhận thức được điều gì là bình thường đối với bạn, từ đó để bạn có thể nhận ra những thay đổi bất thường và đi thăm khám để nhanh chóng phát hiện sớm và chính xác bệnh.